Mến chào anh chị em cô chú, rất vui được gặp anh chị em cô chú trong video hôm nay. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu thêm một cái sản phẩm, cái đó là men tiêu hóa. Thì ngoài cái việc mà cái bộ ba mình cũng bán, anh em ủng hộ rất là nhiều, đó là chế phẩm dinh dưỡng gà đẻ, chế phẩm dinh dưỡng gà đẻ. Thì mình cũng xin nói sơ thêm cái trong cái phần này nha, anh em cô chú xem rồi cũng thông cảm không ra. Thì chế phẩm dinh dưỡng nhỏ lẻ thì tính tính to về giỏ mình nói sơ thôi nha. Thì mình cũng có viên những video tốt mình cũng nói rất nhiều rồi, ADM led thì cái bộ ba này, ADM led nè, tăng sức đề kháng, nói chung là rất là nhiều. Và cái hàng mọc lông, chống trắng mổ lông thì mình xin nói sơ thôi, mà anh em cô chú nào muốn nói chi tiết thêm thì ở những video tốt mình có nói rồi về cái bộ ba này. Thì hôm nay mình giới thiệu thêm cái đó là men tiêu hóa. Đó là men tiêu hóa. Thì trong quá trình cái bộ bộ ba sử dụng dinh dưỡng này rồi thì mình cần thiết để con gà khỏe mạnh, đó nhất là cái hệ thống tiêu hóa, cái đường ruột của nó đó, thì để gà khỏe mạnh thì cái đường ruột nó phải mạnh và tiêu hóa tốt. Thì hệ thống đường cái hệ thống mà tiêu hóa, cái đường ruột của nó tiêu hóa tốt thì con gà thì hay là cái gia súc gia cầm mình á, thì nó sẽ ăn rất là khỏe. Mà ăn rất khỏe thì con gà mình nó khỏe mạnh, mà khỏe mạnh thì nó chống chọi lại những cái bệnh thông thường đó, bệnh thông thường và thời tiết khắc nghiệt. Thì cơ thể ai cũng vậy, nếu mà cơ thể mình ăn ít thì bao giờ mình khỏe không? Không bao giờ khỏe. Thì con gà hay vật nuôi, trâu bò, gà vịt cũng vậy. Thì mình để được có hệ thống tiêu hóa tốt thì mình hỗ trợ men tiêu hóa. Thì cái này là men vi sinh sống, cái này men vi sinh sống nha, nó khác với men men tiêu hóa khác. Men vi sinh sống có nghĩa là thì nó là những cái men mà nó trực tiếp vào, nó tạo vi khuẩn là có lợi cho cái đường ruột gia súc gia cầm mình, thì để con gà nó dễ tiêu hóa hơn và nó hấp thụ dinh dưỡng và chống phòng những cái bệnh như E. coli rồi nè, thương hàn rồi đó, E. coli thương hàn rồi nè, và mà giúp cho cái hàng men vi sinh sống này là nó giúp cho giúp là phân khô ráo nè, để mình đọc sơ sơ cho anh em cô chú xem nha. Giúp là phân thô khô ráo, tiêu hóa tốt, bổ sung hàng ngày cho vật nuôi là đường ruột, những cái đường ruột gà mà đường ruột yếu á, đường ruột yếu thì mình bổ sung thường xuyên cho đàn gà thì có nguy cơ vật nuôi có nguy cơ nhiễm bệnh, thì gà mình sẽ tăng sức đề kháng và khỏe mạnh. Giảm mùi hôi, nó giảm mùi hôi do cái chuồng trại mình là phân thì nó sẽ khô ráo hơn, phân nó khô đẹp, tăng tổng lượng trứng. Thì cái này á, mình sẽ dùng cho được luôn là bò nè, dê nè, thỏ nè, vịt luôn, heo luôn. Thì ngoài cái này thì những cái sản phẩm này á, mình dùng cho heo được ngay, nhất là cái ADR Vegondes nè. ADR Vegondes là mình dùng cho heo á, thì vật nuôi mình rất là hiệu quả nha. Thì có rất là nhiều anh kia cũng đặt rất là nhiều bên mình là xài cho heo, anh xài cho heo và heo đẻ luôn, rất là đạt hiệu quả. Thì anh cũng chia sẻ lại, mới đầu thì anh mua về anh xài cho gà, rồi sau đó cái anh cũng nuôi heo và cái anh dùng thử cho heo thì rất hiệu quả. Nhưng mà dùng thử như thật sự ở trong đây nó cũng để là dùng cho heo luôn, gia súc luôn đó, thì mình dùng rất là hiệu quả. Tại vì cái này là dành cho gia súc gia cầm, thì tất cả các loại gia súc gia cầm đều dùng được hết đó. Một lông gà đẻ rồi đó, thì nào nó có đẻ gia súc thì mình cứ dùng. Tại vì trong bịch thì nó có hướng dẫn chi tiết từng cái vật nuôi mình sử dụng. Thì cái men 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 vi sinh này, cái quan trọng nhất là anh em cô chú biết nhiều, thì mình sẽ dùng được chung với kháng kháng sinh, chứ không phải là men tiêu hóa nào mình cũng men vi sinh sống nào mà mình dùng được cái kháng sinh đâu. Thường là có những cái loại men là mình không dùng được với kháng sinh, mình trộn chung với kháng sinh là nó sẽ đóng cục, hoặc là nó không có hòa tan được cái thuốc ra đó. Thì nhưng mà cái đặc điểm chỗ này là cái hàng hàng men vi sinh sống này nó chung với cái kháng sinh. Thì mình dùng kháng sinh thường là, nếu một là mình dùng kháng sinh mà quá liều đi thì con gà nó cũng, hay là vật nuôi mình nó cũng làm cho rối loạn tiêu hóa hoặc là gì đó. Thì cái men tiêu hóa này nó giúp giúp cái hệ hệ tiêu hóa nó ổn định lại đó. Thì nó con gà mình chẳng hạn như quá trình mà đang nó bị tiêu chảy đi, hay là đi phân cò phân xanh, thì mình cũng dùng cái này luôn, nó rất là tốt. Thì nó ăn gà nó sẽ không, nó có hệ tiêu hóa nó sẽ ổn định lại và nó không có bị tiêu 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 phân cò hoài hoặc là tiêu phân nước hoài, nó sẽ mất nước, gà sẽ mình suy kiệt và gà nó chết đó. Thì
mình sẽ dùng cái men tiêu hóa này thì gà nó sẽ hỗ trợ tiêu hóa, thì nó hay cái chỗ là mình dùng được kết hợp với cái kháng sinh luôn, mình pha tổng chung luôn, mình dùng được. Đây anh em cô chú có đọc không? Chịu được kháng sinh, kết hợp được với kháng sinh đó, cái điều quan trọng thì chỗ đó là cái men, không phải men men vi sinh sống nào mà nó cũng dùng được vậy ha. Thì mình cũng xin nhắc thêm là để con gà khỏe mạnh, ăn mạnh thì chỉ có men tiêu hóa mình hỗ trợ thêm, thì để con gà khỏe mạnh thì chỉ nó ăn mặn, mà ăn mạnh thì nó cần cái hệ tiêu hóa nó tốt, mà hệ tiêu hóa tốt thì mình bổ sung thường xuyên cho cái đàn gà và gia súc của mình, thì gà nó sẽ ăn mạnh và khỏe mạnh, thì gà nó chống chọi với thời tiết. Rồi thôi video ngắn mình cũng chia sẻ, mình giới thiệu với cái anh em thêm là cái sản phẩm bên đây, thì nay nó sẽ thành bộ 4 nha. Thì bộ 3 thì anh em cô chú rất là ủng hộ mình, đã biết lâu và ủng hộ mình rất nhiều ở những 2 năm nay rồi, thì hôm nay mình giới thiệu này, thì anh em cô chú nào mà cần liên mua cái men vi sinh sống này thì hãy liên hệ mình qua số điện thoại 0907 2758, và cái Zalo mình cũng là số điện thoại 0907 2758. Thì anh em, quyền lợi của anh em cô chú là khi mua sản phẩm, những cái tất cả những cái sản phẩm thuốc bên mình á, thì được cái quyền lợi gì? Anh em được là cứ khi cần hỗ trợ thì cứ gọi, mình sẽ hỗ trợ chia sẻ trong cái quá trình dùng thuốc và quá trình chăn nuôi luôn nữa, trong suốt quá trình dùng thuốc, tất cả cái loại thuốc hay là cái sản phẩm dinh dưỡng bên mình. Anh em an tâm, cái đó là quyền lợi ha. Anh em khi cần gọi thì cứ gọi trực tiếp qua Zalo mình đó, hoặc là nhắn tin thì mình sẽ trả lời chậm mà nó lâu hơn mình dở trong nhắn tin lắm ha. Thì tại vì nhắn tin nhiều khi nó không có hết ý, không có hiểu ý, nó rất là lâu, thì anh em cô chú nên gọi trực tiếp qua cái Zalo, nếu mà chưa kết bạn thì vẫn gọi được và vẫn nhắn tin được ha. Thì nếu anh ngại, anh em cô chú mà ngại kết bạn với Zalo mình á, thì có thể gọi trực tiếp qua số hotline mình là 0907 2758. Rồi, mến chào anh em cô chú, cảm ơn anh em cô chú đã xem video và ủng hộ những cái sản phẩm bên mình mấy năm nay. Thì anh em cô chú nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận những cái video sớm nhất khi mình tải lên. Mến chào anh em cô chú, hẹn gặp lại anh em cô chú ở video sau.